trên của ngài á, Tịnh Ảnh và ngài á, Cảnh Hưng, thì thân Phật trong ngoài rạng ngời, ví như tấm gương sáng sạch, do gương phóng quang chiếu ra ngoài thì gọi là ảnh biểu. Quang minh phóng ra ấy là chiếu vào trong gương thì gọi là ảnh lý. Trong hai bản Hán dịch và Ngô dịch chép rằng Phật quang sổ thiên, số thiên bá sắc, có mấy trăm ngàn sắc. Sổ bách thiên biến là mấy trăm ngàn thứ biến hiện. Quang thậm đại minh, quang minh rất mực sáng rực. Thượng hạ minh triệt, trên dưới đều sáng ngời. Nguy nguy trùng minh, càng sáng vằn vặt bội phần. Đều chỉ nhằm nói rõ ý nghĩa của ánh sướng biểu lý. Hai bản, bản Hán dịch và Ngô dịch cho ta những lời nè, là Phật quang sổ thiên bá sắc, là sổ bách thiên biến, rồi quang thậm đại minh, thượng hạ minh triệt, nguy nguy trùng minh, là ảnh đều là nhằm nói rõ ý nghĩa ảnh sướng biểu lý, nó chiếu trong và chiếu ngài luôn. Câu diện sắc viên mãn bảo sát trang nghiêm, là diện là cái gương mặt, cái diện sắc là cái gương mặt, cái sắc mặt đó nó viên mãn tròn đầy. Bảo sát trang nghiêm là trong ánh sáng đó nó lại hiện ra cõi báo trang nghiêm. Như là chúng ta thấy ánh sáng, ánh sáng của cái máy chiếu phim thì nó có hình ảnh của cái phim, nhưng mà ánh sáng thường chiếu ra nó chỉ là ánh sáng thôi. Mà ánh sáng của Phật chiếu ra nó là diện sắc viên mãn, làm cho gương mặt của ngài rõ ràng minh bạch. Và ở trong ánh sáng của ngài chiếu ra đó lại có cõi nước, như ở chúng ta thấy là tia laser nó chiếu ra ở trong cái bọt nước đó, nó hiện ra cảnh giới, nó muốn nói như thế rõ ràng. Trong bản tống dịch chỉ rõ trong quang minh của Phật hiện bóng mười phương cõi báo, như gương báo to tròn hiện bóng mười phương. Quang minh của Phật hiện bóng mười phương cõi báo, như gương báo to tròn hiện bóng mười phương. Sách Bình Giải giảng rằng trong quang minh vằng vặc hiện bóng tướng trang nghiêm các cõi báo mười phương, giống như trong gương châu báo hiện ra tướng xum la vạn hữu. Thuyết ở trên đây thật là đang nói về cảnh giới trang nghiêm. Sách Bình Giải giảng rằng trong ánh quang minh vằng vặc hiện bóng tướng trang nghiêm, hiện bóng cái tướng trang nghiêm của các cõi báo mười phương, giống như trong gương châu báo. Trong gương chúng ta thấy châu báo hiện ra tướng xum la vạn tượng, thì đó là cái cảnh giới là trong, là trong tâm của chúng ta, gọi là đại viên cánh trí đó, nó hiện tướng xum la vạn tượng, tất cả tướng đều hiện trong tâm của chúng ta. Mà tâm chúng ta đừng có vọng tưởng phân biệt thì thấy vạn vật bình đẳng rõ ràng như vậy. Mà tại vì mình có vọng tưởng phân biệt cho nên có thích, có ưa, có ghét, có chê, đều là do tình cảm sự xảy ra. Cho nên làm sao buông xả cái tình cảm mà dùng cái chân thật trí tuệ là chúng ta bình đẳng vô được cảnh giới. Mà cảnh giới này thuyết lên đây thật đúng là đang nói về cảnh giới hòa nghiêm. Ở trong đó là bóng mười phương cõi báo, như gương báo to tròn hiện bóng mười phương, như ở đại viên cảnh trí hiện tất cõi nước xum la vạn tượng cho chúng ta thấy. Đó là cảnh giới nó tròn đầy, không thiếu, không có khuyết điểm, đầy đủ trong đó.
Thì đó, cảnh giới hoa nghiêm đó, dài ngắn không hai, lớn nhỏ không hai, ở trong đó mọi cái đều viên mãn đầy đủ đó. Cho nên chúng ta hoa nghiêm là trong đó là đại bổn, nói rõ ràng cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Câu hiện đại quang minh sổ thiên bá biến là hiện quang minh lớn, biến hiện mấy trăm ngàn thứ. Ý nói trong pháp hội, trong pháp vô lượng thọ, Phật phóng quang minh lớn, trong chớp mắt biến hiện muôn thứ màu sắc của các tia sáng, chen lẫn trang nghiêm thù thắng, tự nhiên như trong phẩm tự của kinh Pháp Hoa có chép: mi giang bạch hào đại quang phổ chiếu, là từ tướng bạch hào ở giữa lông mày, giữa mày đó có ánh sáng lớn chiếu khắp thập phương. Cho nên ở đây á, trong pháp hội Phật phóng quang minh lớn, trong chớp mắt biến hiện muôn thứ màu sắc của tia sáng, chen lẫn trang nghiêm thù thắng, tự nhiên. Ở trong đây á, kinh á, vô lượng thọ, Phật phóng quang tỏa đi mười phương là bình đẳng độ cho tất cả chúng sanh. Còn kinh Pháp Hoa, Phật phóng quang trên đến trời hữu đảnh, dưới đến địa ngục A Tỳ, là nói là đi theo chiều á, chiều dọc, ngài á chiếu dọc và nó thô á, tóm lại chỉ thấy một cái khoảng lên xuống thôi, là độ cho chúng sanh ở trong đó các cõi. Còn ở kinh vô lượng thọ này, Phật tỏa hào quang ra độ cho tất cả chúng sanh, thượng hạ gì đều y vào đó độ. Cho nên nó cảnh giới của các vị nó khác nhau. Ở kinh Pháp Hoa thì từ hào quang quang minh ở trên đỉnh đầu, ở giữa lông mày gọi là bạch hào, nó phóng trên thì chiếu đến trời hữu đẳng, dưới đến địa ngục hạ thị cho chúng sanh, là năm mười cả là cảnh giới của chúng sanh. Nhưng mà ai có duyên thì vô đó, mà không tỏa đi mười phương cho tất cả chúng sanh. Cái kinh này lại tỏa mười phương để độ cho tất cả chúng sanh là tối thắng. Do vậy hiện đại quang minh chính là đại quang phổ chiếu. Vì vậy câu oai thần quang quang, oai thần rạng ngời trong bản ngụy dịch cũng tương đồng với câu này, cùng biểu thị quang minh oai thế chiếu soi rạng ngời của Phật rất rất rộng lớn, không gì sánh nổi. Là đại quang phổ chiếu, nó phổ chiếu, nó rực rỡ ra cho tất cả chúng sanh, oai thần quang quang. Mà ở trong đó Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí cũng thường thường dùng quang minh tỏa chiếu để kéo những người niệm Phật quay về Tây Phương. Cho nên nếu mà nghiệp chướng phiền não chúng ta hết rồi thì thật sự sẽ thấy được quang minh. Oai thần quang minh nó luôn là bạch ngọc hào, cổ kim bất mụi, duy hứa hành nhân độc giả. Trong kinh Tam Thời Hiện có nói bạch ngọc hào của ta, ánh sáng và ngọc hào của Phật đó, từ xưa đến nay cổ kim bất mụi, để là luôn luôn chiếu để mà hướng dẫn cho những người niệm Phật. Cái đó thật sự là có, mình làm thì nhất định được, mà không tin tưởng, không rốt ráo thì là vẫn bị nghiệp chướng phiền não. Vấn đề là nghiệp chướng phiền não chúng ta quá nhiều. Cho nên người nào niệm Phật nó ngon á,
là thấy quang minh, thấy hình ảnh, thấy cái tướng hảo không? Đó là nghiệp chướng mình đã thiệt, đã bớt đi, là thấy được cái cảnh giới. Cho nên đều là chứng minh cho chúng ta, những người nào dụng công sẽ thấy. Hay là những người sám hối, khi sám hối đó thì không thấy rõ ràng, mơ, nằm mơ thấy mình dự pháp hội, thấy mình nghe pháp, thấy mình gần kề Đức Phật. Đó là nghiệp chứng na thiên. Mà thấy cảnh giới xấu ác của tam ác đạo là nghiệp chướng chưa tiêu. Cho nên những cái cảm ứng đó cho chúng ta thấy là nghiệp chướng phiền não của mình đã bớt rồi. Từ đó chúng ta hoan hỷ tiếp nối tiến lên. Càng tiến thì công đức năng lực càng phổ biến. Cho nên ở đây Mi Giang Bạch Hào, phẩm từ của Kinh Pháp Hoa Giác, Minh Giang Bạch Hào Đại Quan Phổ Chiếu, là từ tướng Bạch Hào giữa mày có ánh sáng lớn chiếu khắp, mà trong đó Phật thuyết Pháp Hoa, ở trong đó thuyết là trong đó mấy năm, nhưng mà trong kinh lại nói ta thuyết Pháp Hoa đến 60 tiểu kiếp vẫn chưa dừng. Và ngài trong đó là ngài Trí Giả Đại Sư tụng Kinh Pháp Hoa, tụng linh phẩm phẩm trong đó Dược Vương, thì chợt thấy thân tâm rỗng lặng và thấy mình dự ở trong cái pháp hội của Bổn Sư Thích Ca đang thuyết Hoa Pháp Hoa cho chư đại Bồ Tát. Mà trong 60 tuổi kiếp mà Phật trong đó nói pháp, là tính ra ngài Trí Giả Đại Sư là mới mấy ngàn năm, đây là 3000 năm, thì cho ngài là 2000 mấy năm ở trong cái thời đó. Vậy là vẫn thấy Đức Phật thuyết pháp. Cho nên không gian vi thứ bất động, thời gian là bất tương ưng hành pháp. Cho nên chúng ta không bị cái cảnh giới nó cuốn nữa, mà thấy là mình thấy mình hoan hỷ vui vẻ vào cảnh giới của Phật, của Bồ Tát. Cho nên chúng ta thấy đều là do cái công phu tu hành của mình như thế này. Còn như câu sổ thiên bá biến là mấy trăm ngàn thứ, thì cũng như câu tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng. Trong cái phẩm sau chúng ta thấy tự nhiên màu sắc của từng tia quang minh xen lẫn nhau chuyển biến tối thắng, tự nhiên quan sát tham hồi chuyển biến tối thắng, quốc đơn thành thất bảo, hoàng lãm thành Phật và Phật. Thì đó là những phẩm 20 mấy ở trong kinh này nó. Đó là trong phẩm thọ lạc vô cực của kinh này cũng biểu thị Phật quang tự nhiên xen lẫn nha, xoay chuyển màu sắc của quang minh biến hóa, càng biến hiện càng thù thắng chẳng cùng cực, càng biến hóa càng biến hiện càng thù thắng chẳng cùng cực. Thì chúng ta thấy nhờ điện ảnh nó chiếu cái phim mà phi thuyền phi thiền á, rồi nó học cái âm thanh đó, rồi nó đánh nó ra, rồi nên nó học cái âm thanh của người, rồi nó đánh ra bản nhạc. Nó đã càng đánh thì bản nhạc đó thì hào quang nó tỏa ra, cái phi thuyền nó chớp chớp lên theo cái bản nhạc của nó. Nó làm cái phim nó cũng là hay, là nó cứu được cái thằng đó, nó lạc ở thế giới này, rồi đi cứu nó lên. Cứu lên là trước khi đi đó, nó đánh nhạc làm cái phi thuyền tự nhiên sáng rực lên,
theo cái nốt nhạc, theo cái âm nhạc vậy đó. Cho nên nghe đó là cũng hay. Đó là quang minh của Phật chiếu sáng như vậy. Quang minh của thế gian, quang minh của Phật và ở Tây Phương Cực Lạc không? Ở đây bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn như vậy trong một thời gian ngắn cho chúng ta. Còn ở trong nó Tây Phương đó thì luôn luôn có, tất cả những quang minh đó đều có. Cho nên chúng ta thấy như vậy đó, ở Tây Phương Cực Lạc đó đã dùng quang minh làm Phật sự. Còn ở đây cõi Ta Bà này là Đức Phật dùng âm thanh để làm Phật sự. Còn ở Tây Phương ấy dùng quang minh để làm Phật sự. Cho nên hào quang chiếu sáng rực rỡ đẹp vô cùng. Những cảnh giới đó mà chúng ta thấy điện ảnh nó chiếu, cái phim nó làm và thấy là rực rỡ như vậy. Đó là một góc, một phần. Còn về ở Tây Phương hay là ở đây mà Phật quang chiếu tới, ở đây thì Phật quang chiếu tới nó bị hạn hẹp, mà ở về Tây Phương thì quang minh lúc nào cũng có. Phật là vô lượng quang. Tất cả quang minh đều có. Trong đó thấy những cái thanh tịnh quang, thường chiếu quang, siêu nhật nguyệt quang, tất những quang minh này đều có tác dụng, đều có cái oai dũng của nó, đều có tướng hạt của nó. Cho nên ở kinh này nêu chúng ta 12 quang minh đó để đại biểu cho vô lượng quang minh của Phật. Mà ở những cái quang minh này nó biến hiện ra thì thật sự không có chỗ nào mà chê trách nổi. Cho nên là Phật dùng quang minh để độ chúng ta. Hoàn cảnh đó nó khác với cái hoàn cảnh mà âm thanh này. Cái âm thanh này được, nhưng mà nó không có tự rực rỡ, sáng chói. Dùng quang minh thì nó tối thắng, vi diệu hơn. Những cái đó chúng ta thấy đều cảnh giới làm chúng ta hoan hỷ, vui vẻ, không có thể nào tả được. Tiếp tục đó là tôn giả A Nan tức tự tư duy, là tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ, thấy được ánh sáng này, Kim Nhật Thế Tôn sắc thân Như Lai duyệt dự thanh tịnh quang nha nguy nguy bảo sát trang nghiêm tùng tích dĩ lai sở vị tàng kiến hỷ đắc chiêm ngưỡng sanh hy hữu tâm tức từng tọa khởi thiên đảng hữu kỳ trường quỳ hiệp trưởng nhi bạch Phật ngôn. Cho nên ngài A Nan là tức tự tư duy, tức ở trong đó ngài nghĩ là từ xưa đến nay liền từ xưa nghĩ tôn giả A Nan là đương cơ, là đại biểu cho mình. Ngài nói ra cái thấy, cái biết của ngài để chứng minh cho chúng ta. Ở đến thời này chúng ta không thấy, chúng ta không biết, nhưng mà Đức A Nan ở trong đó thấy biết, rồi ngài nói lại cái cảm giác đó cho để cho chúng ta hiểu, chúng ta thấy. Cho nên A Nan là đương cơ, là ngài là đại biểu, đại diện cho chúng ta để thấy, để cho thấy được những cảnh giới mà chúng ta hiện thời không thấy, để chúng ta tin tưởng là với trí tuệ của A Nan, với cái năng lực của A Nan, ở trong đó chúng ta sẽ thấy được là mình cũng là ở trong cảnh giới đó. Ngài hoan hỷ vui vẻ như thế nào, rực rỡ sáng suốt như thế nào thì chúng ta cũng là cảm thấy, nên lời văn đó chúng ta cảm thấy mình cũng ở trong cái cảnh giới đó. Tôn giả A Nan là đương cơ của kinh này, xét về bổn
là cái nền tảng, cái căn bổn, là cái quả vị tu chứng thật sự của Ngài. Xét về bổn, Ngài là vị Pháp Thân Đại Sĩ. Từ quả, từ kết quả đã thành tựu rồi, hướng đến nhân. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật bảo các Bồ Tát rằng, trong Kinh Pháp Hoa đó, Phật bảo các Bồ Tát rằng là ngã dữ A Nan đẳng, ư không vương Phật, sở đồng thời Pháp A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề tâm. A Nan thường nhạo đa văn, ngã thường tinh tấn, thị cố ngã dĩ đắc A Nậu Đa La, tam miệu tam bồ đề. Nhi A Nan hộ trì ngã pháp, diệt hộ tương lai chư Phật Pháp Tạng, giáo hóa thành tựu Bồ Tát chúng. Là nghĩa là ta cùng nhóm ông A Nan ở chỗ không vương Phật, đồng thời là Đức Phật Thế Tôn cùng với A Nan đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường ưa đa văn, ta thường xuyên tinh tấn, vì vậy ta đã đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà A Nan hộ trì pháp của ta cũng sẽ hộ trì pháp tạng của chư Phật trong tương lai, giáo hóa thành tựu các Bồ Tát. Cho nên ở trong đó A Nan cùng Đức Phật á, bổn sư ở thời không vương Phật, anh tu ở thời đó, mà từ không vương Phật sở, hai người đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một người á, thì á, là thích đọc sách, thích đa văn. Một người thì á, thường tinh tấn, tinh tấn tu hành, siêng tu hành. Cho nên hai người, một người thì thành Phật trước, một người là đi hộ trì. Cho nên cái duyên của anh như vậy, cái Phật tánh của anh như vậy. Nhưng mà anh dùng cách nào, anh dùng làm sao thì nó ra cảnh giới đó. Tất cả cảnh giới đều do tâm mình biến hiện. Cho nên anh làm hộ pháp giống như Ngài Vi Đà, Vi Đà Tôn giả hộ pháp nha. Ngài Pháp Tâm là hộ pháp cho 1000 vị Phật. Sau khi các vị Phật thành Phật hết rồi, sau đó Ngài mới thành Phật. Cho nên cái nguyện như vậy, cho nên bây giờ Ngài hộ pháp, rồi bao nhiêu người thành Phật, bao nhiêu người thành Phật đó, thì Ngài vẫn là hộ pháp. A Nan cũng vậy. Ngài đi đi, đi thành Đạo Phật nha, vui vẻ nha, rồi ta hộ trì. Cho nên Ngài đóng vai Bồ Tát, mà Ngài là Pháp đó, là Pháp Thân Đại Sĩ, là từ quả hướng nhân. Nhưng mà để thôi, không nào á, làm Phật ha, rồi làm đi, ta hộ trì. Cái nguyện của Ngài như vậy, hết đời Thích Ca rồi đến vị Phật khác, rồi Ngài cũng hộ trì, rồi cũng là người thị giả, cũng là khai khải giáo A Nan Đàm Tôn giả, là kết tập kinh điển của Phật để mà làm lại kinh điển, để làm lại kinh điển cho chúng sanh. Cho nên Ngài như vậy thì là cái ở Kinh Pháp Hoa có nói như vậy, là A Nan coi anh đóng vai là đệ tử, là người người nhỏ nhất trong giáo đoàn. Mà nhỏ nhất ở trong giáo đoàn là ai? Nhỏ nhất là La Hầu La, con của Phật. Trong đó là người mà sao cũng đi tu, cho nên là ở trong đó không phải Phật cầu ký, mà giao cho đệ tử, giao cho mấy trưởng lão để làm. Cho nên Ngài là Sa Di nhỏ đức, A Nan thì là em
em của Phật. Cho nên đóng cái vai đó là trên trên bậc La Hầu La, mà La Hầu La đã nhỏ nhất trong giáo đoàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy, từ cái đó chúng ta thấy A Nan là đã tu cùng với Phật thời không vương Phật, đồng thời phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác với Phật Bổn Sư Thích Ca. Rồi ở trong đó là Thích Ca Mâu Ni Đạt, Phật đã thành Phật rồi, mà A Nan là thường ư đa văn, cho nên đi hộ trì. Bởi vậy Phật nói kinh như thế nào thì là biển Phật pháp đổ vào trong đầu của A Nan không sót cái gì. Bao nhiêu pháp của Phật nói ra là A Nan nhận lãnh hết, và sau đó lại trung tuyên lại để mà làm thành kinh điển. Cho nên A Nan gọi là được xưng là khải giáo A Nan Đà tôn giả. Ngài là khởi xướng ra để mà nói lại giáo pháp, khải giáo A Nan Đà tôn giả, là chúng ta mới có kinh điển như này. Mà Phật này không chấp tướng, Ngài nói tùy duyên Ngài nói. Ai nói trong đó mà nghe hiểu thì được, rồi muốn truyền lại thì các ông lo truyền đi. Thì phải ca diếp phải đứng ra, cho nên ca diếp phải đứng ra chủ trì. Rồi A Nan thì chứng nhận cho A Nan là, cho nên A Nan đứng ra coi vậy tiểu tử như vậy, nhưng mà phải nhờ nàng. Còn các vị A La Hán khác không có năng lực đâu, cho nên phải dùng A Nan. Mới là ngày là đóng vai chưa có chứng, mà vì năng đức như vậy cho nên cũng cho vào hàng trưởng lão. Do nên vì cái oai đức của Ngài, chứ Ngài thật là tiểu tử. Ngài là em của Phật, mà Phật thành đạo Ngài mới ra đời. Nếu mà như vậy Ngài là nhỏ tuổi hơn La Hầu La. La Hầu La là Phật đi tu, Phật đi tu thì La Hầu La thành đạt. Thấy chưa? Cho nên tu mấy năm thì La Hầu La cũng mấy tuổi, mà khi thành đạo đó, thành đạo thì A Nan mới ra. Cho nên A Nan coi vậy chứ mà nhỏ tuổi nhất, nhỏ hơn La Hầu La, đã là Đức Thế Tôn hai là 19 tuổi đi tu, rồi tu mà nó tính như tiểu thừa là 6 năm, thì trong đó ngày 30 tuổi thành tựu, thì lúc đó A Nan mới ra đời. Cho nên khi A Nan lớn lên rồi thì Phật cũng thuyết pháp, rồi mới đi hộ trì, đi xuất gia rồi hộ trì Phật. Cho nên chúng ta thấy nếu mà như vậy thì A Nan là nhỏ nhất, mà nhỏ hơn con của Phật. Con Phật La Hầu La là đã sanh ra rồi, con đã đi tu là đã sanh ra rồi. Nhưng mà vấn đề là La Hầu La ở kẹt ở trong bụng mẹ hết 6 năm. 6 năm vậy gì á, La Hầu La khi tu đó lại thấy mấy con chuột nó chạy ra gần vô định, thì nó chạy ra chết, nó chạy. Thế nào mà có một lúc á, Ngài chịu không nổi, xem mấy con chuột á nó vô rồi ông lấy đá ông lấp lại không cho nó ra. Lập 6 ngày cảm ứng thọ khổ trong thai ngục 6 năm. Xong ở trong nó 6 năm ở trong bụng mẹ mới ra. Bởi vậy cho nên người ta đàm tiếu là Gia Du Đà La là sau đó Phật đi tu rồi
mà lại mang bầu, vì 6 năm mới ra mà. Nên cho nên người ta không nói gì, nhưng mà vì là công chúa Gia Du Đà La mà ai dám nói gì đâu. Nhưng mà người ta nói sau lưng nó ồn ào quá, cho nên vua cha cũng khó chịu. Mà là Gia Du Đà La cũng không chịu nổi, cho nên phải có cái pháp đó, giới định chân hương. Là trong đó Gia Du Đà La đi qua hầm lửa, hai mẹ con đi qua hầm lửa, biểu thị đó là con của Thế Tôn, không có hề hấn gì. Thì lúc đó người ta không có nói, vì cái luật của Bà La Môn là như vậy, chứng minh là không có nói xạo. Cho nên nó đem cái câu chuyện này để ở trong giới định chân hương, nó chọn cho chúng ta thấy. Cho nên ngài La Hầu La là giữ mật hạnh, ở trong đó là sa di chứ không phải tỳ kheo, sa di. Nhưng mà so ra thì A Nan là Phật thành Phật thì A Nan mới ra đời. Cho nên so với tuổi của thế gian đó thì A Nan là nhỏ hơn La Hầu La. Chỗ đó chúng ta thấy đó là nói về bổn, là bổn là căn bổn của mình. Thì cái bổn của mình đó là vốn dĩ là Phật, mà cái tích của mình đó thì bây giờ là tu nè. Bây giờ nghe pháp rồi tu, cái tích là hình tích, là kỳ tích. Xét về tích là sự thị hiện trong thế gian. Xét về tích, ngài A Nan là người kết tập kinh tạng, được truyền tâm ấm của Phật, được thành tổ từ Ca Diếp, được Phật truyền tâm ấm đến Ca Diếp là đệ nhất sơ tổ, rồi sơ tổ Ca Diếp lại truyền tâm ấm cho A Nan là nhị tổ của Thiền Tông. Truyền thọ mật thừa là nhân vật cốt lõi trong việc truyền thừa đại giáo này á. Trong đó A Nan lại là truyền thừa mật tông, ở trong đó là nhân vật cốt lõi trong việc truyền thừa đại giáo. Kinh Liên Hoa Sanh đại sĩ Ứng Hóa Nhân Duyên nói: từ ngài A Nan sơ tổ mật giáo là Liên Hoa Sanh đại sĩ nhận lãnh mật pháp do Đấng Thích Tôn phó chúc truyền trao lại, sách Thai Tạng Giới Mạng Đà Ra Ni Sao quyển 3 chép: A Nan mật hiệu là Tập Pháp Kim Cang. Điều này chứng tỏ rằng về bổn ngài A Nan chính là Kim Cang tức Phật vậy. Trong mật tôn ngài là cũng Kim Cang, ngài cũng là thượng tổ, ngài cũng đã thành tổ. Cho nên về bổn thì trong mật tông ngài là Kim Cang tức Phật, mà ở trong hiển giáo ngài là vị ở trong đó thị giả cho Phật và có công để mà kết tập kinh điển tiểu thừa với đại thừa, tất cả đều do ngài kết tập, ngài khai thị. Và nếu về bề mật tông ngài cũng là sơ tổ mật giáo Liên Hoa Sanh đại sĩ nhận lãnh mật pháp do Đấng Thích Tôn phó chúc truyền trao, là ngài cũng truyền mật giáo cho sơ tổ của mật tông là Liên Hoa Sanh đại sĩ nhận lệnh cho ngài, sách Thai Tạng Giới Mạng Đà Ra Ni Sa Thép. A Nan mật hiệu là Tập Pháp Kim Cang. Điều này chứng tỏ về bổn ngài A Nan chính là Kim Cang tức Phật vậy. Cho nên A Nan là tổ của mật tông, là tổ của, là người khai sáng kinh điển của Đức Thế Tôn ra cho
để nối tiếp ra. Và Ngài ở trong đó thật sự là Pháp Thân Đại Sự, nối tiếp Như Lai để truyền Pháp cho chúng sanh. Vì vậy truyền trì Phật Pháp là bổn nguyện của Ngài A Nan. Cho nên các vị thành Phật rồi, nhưng mà bổn nguyện của Ngài là ta phải truyền Pháp của tất những Như Lai cho chúng sanh. Cho nên Ngài không có đóng vai Phật, mà đóng vai là thị giả. Ở trong đó để cái Pháp của Phật xuất hiện ra là đều có người truyền thừa lại. Hiện A Nan hiện đang thị hiện làm thị giả của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, tiếp nối quá khứ dẫn đến tương lai. Do vậy ở trong kinh này Ngài là đương cơ, lại có thể tự khéo suy nghĩ phát ra lời hỏi hay khéo ấy. Cho nên lời hỏi của Đức Như Lai là trong đó có năng lực công đức bất khả tư nghị. Ngài hỏi ra thì bổn sư Thích Ca mới nương theo nó mà thuyết cái bộ pháp, bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Chánh. Đó là cái trong bộ kinh là phát khởi cái đó là A Nan, trong đó cùng với Phật cùng nó sướng lên để Phật nương theo đó mà thuyết, thấy duyên của chúng sanh tới, hoàn cảnh môi trường tới, cho nên Ngài phóng qua để mà để làm cho A Nan có thể khởi tâm mà phát lên lời lời hỏi, hầu ở Đức Phật có thể nương theo đó mà thuyết cái kinh Tịnh Độ này. Cho nên Ngài là đương cơ, lại có thể khéo suy nghĩ phát ra lời hỏi hay khéo như thế. Sắc thân như căn, sắc thân chư căn duyệt dự thanh tịnh, là sắc thân các căn vui vẻ thanh tịnh. Chữ căn chỉ cho năm căn, và ý căn đó chúng ta không kể đây, mà năm căn ở ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Còn cái ý nó thuộc về là thức, trong có ý là diệu quan sát tỷ số. Còn tiền ngũ thức là cái tiền là năm cái trí đó, là nó chỉ cho năm căn đây. Của thân sắc tướng, gia tường sớ giải thích, chữ thanh tịnh là quan hiển sáng ngời rõ rệt. Gia tường sớ, sắc thân chư căn duyệt dự thanh tịnh, là các căn vui vẻ thanh tịnh. Chữ chư căn chỉ cho năm căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc trong nó xúc. Còn ý thì chúng ta không kể, nó là ý căn rồi. Gia tường sớ giải thích chữ thanh tịnh, duyệt dự thanh tịnh, chữ thanh tịnh là quang hiển, là sáng ngời rõ rệt. Là ở trong đó là Đức Thế Tôn duyệt dự hoan hỷ vui vẻ thanh tịnh quang nhang nguyên nguy. Thì duyệt dự thanh tịnh là chữ thanh tịnh là quang hiển sáng ngời rõ rệt, là thân thể của Ngài lại tỏa ra ánh hào quang, tỏa ra quang minh ở trong đó. Cho nên sắc thân duyệt dự thanh tịnh là ở trong đó là các căn vui vẻ thanh tịnh. Duyệt dự là duyệt là vui vẻ hoan hỷ, rồi chữ thanh tịnh là các căn vui vẻ thanh tịnh, là nói là cái thân của Ngài cũng tỏa ánh hào quang, là quang hiển sáng ngời rõ rệt. Mà ở đây tôi đã nhìn được có còn một bức hình của một vị lão hòa thượng 140 tuổi mà thân của Ngài tỏa hào quang, tất cả thân của Ngài từ đầu đến thân đó tỏa hào quang. Mà 140 tuổi nó hay một cái
là thân của Ngài, cái lưng nó không cọc, cái lưng nó không có gù, ở trong đó nó vẫn rõ ràng minh bạch. Mà đó là chúng ta thấy gọi là quang hiển sáng ngời rõ rệt, chứ thanh tịnh không có phiền não nghiệp chướng đâu. Cho nên thân nó thẳng thắn mà rõ ràng á, quang hiển như vậy. Đó là năng lực của quý vị đó tu hành nó đạt được như vậy, hiện thời đạt được như vậy. Kinh bảo Tích Lại Chép: Như Lai thân giả tự tánh thanh triệt hà dị cố, Như Lai cũ dĩ viễn ly nhất thiết phiền não, chư cấu uế ố, Như Lai thân giả xuất quá thế gian hà dị cố, bất vị thế pháp chi sở nhiễm ô cố. Nãi chí Như Lai thân giả như tịnh kính trung vi diệu chi tượng, như tịnh thủy trung minh mãn chi nguyệt. Có nghĩa là thân Như Lai tự tánh trong trẻo. Vì cớ sao? Vì Như Lai từ lâu xa đã xa lìa hết thảy phiền não và các cấu uế. Thân Như Lai vượt khỏi thế gian vì cớ sao? Chẳng bị pháp thế gian làm nhiễm ô. Cho đến thân Như Lai như hình ảnh vi diệu trong tấm gương sạch, như vầng trăng tròn sáng hiện bóng trong nước sạch. Đó là Như Lai là cái tánh, mà Phật là cái tướng. Cho nên ở đây nói Như Lai, thân Như Lai tự tánh trong trẻo. Như Lai từ lâu đã xa lìa hết thảy phiền não và cấu uế. Thân Như Lai vượt khỏi thế gian vì sẵn bị pháp thế gian làm nhiễm ô. Cho nên thân Như Lai như hình ảnh vi diệu trong tấm gương sạch, như vầng trăng tròn sáng. Như Lai rồi mình sao? Mình là Như Lai, mình cùng tánh với Như Lai. Bây giờ là sao? Lìa bỏ vọng tưởng phân biệt đó là giả, thì chúng ta trở về Như Lai. Cho nên ở đây Kinh Bảo Tích anh nói người ta không nói Phật. Ở đây không phải là Phật thân giả, thì cái này Như Lai thân giả tự tánh thanh triệt. Thanh triệt là tự tánh. Tự tánh á, tự tánh cái Như Lai đó là ai cũng có, mà bây giờ nó ô nhiễm. Ô nhiễm là cấu ô, là vọng tâm nó nhiễm. Chứ thì Như Lai tạng tánh chưa bao giờ nhiễm, chưa hề nhiễm. Mà ở tại thánh không tăng, tại phàm không giảm. Tại phàm là phàm phu tục tử cũng bằng như chư Phật. Cho nên nếu chúng ta hiểu rồi á, thì đó là cái tánh mình nó vốn dĩ là nó không hề sanh, không hề diệt, mà mình chạy theo sanh diệt. Mình mê lầm chạy theo sanh diệt, chạy theo vọng tâm. Vọng tâm có sanh, có diệt, mà tự tánh không hề sanh diệt. Trên tự tánh mình như như bất động, mà khi nào mình chạy qua cái tâm đó, cái vọng tâm đó, thì đó là có chuyện đó. Mà hãy mà như như bất động tự tánh, hoàn cảnh môi trường này chưa hề biến động. Cho nên có việc gì nó chưa hề biến động, nó chưa sao mà mình thấy có sao, là có vấn đề, là tự tâm của mình đi tìm, đi tìm cái vọng tâm, hướng theo kết quả của vọng tâm chứ không theo cái tự tánh. Bởi vậy ở trong đó bốn sẵn có: tâm này là Phật, tâm này niệm Phật thì tâm này thành Phật. Còn tâm này là Phật thì tâm này lại si mê chạy theo vọng tâm điên đảo, thì tạo bao nhiêu nghiệp chướng phiền não, cho nên bị chết ở đó. Bây giờ rõ ràng nghe rồi thì bỏ nó đi, buông xả nó, đi vào Như Lai tạng tâm. Như Lai tạng tâm đi thì nó là thân Như Lai tự tánh trong trẻo. Vì
vị Như Lai, thân Như Lai từ lâu xa đã xa lìa hết phiền não và câu ế. Thân Như Lai vượt khỏi thế gian, không còn sanh tử. Vì cớ sao? Chẳng bị pháp thế gian làm nhiễm ô. Cho đến thân Như Lai như hình ảnh vi diệu trong tấm gương sạch, đại viên cánh thí, tấm gương sạch như vầng trăng tròn sáng hiện trong nước sạch. Cho nên thân của chúng ta như vậy đó, mà chúng ta lại bỏ nó đi tìm vọng tâm phiền não, đó là si mê. Mà đến nào khi nào chúng ta giác ngộ quay về thì là cứu. Còn không giác ngộ quay về thì cứ trôi lăn trong lục đạo, lưu ở trôi lăn trong luân hồi, không bao giờ ra, không biết đến bao giờ ra. Bây giờ mình có tỉnh giấc hay không? Vấn đề là mình chứ không ai. Phật đã chỉ đi ra cái lỗ này, đi ra thì đi, đi thì đã tăng chịu tin chui ra thì được, mà không tin thì ráng ở trong này mình chơi. Nó là luân hồi, nó xoay chuyển ở trong địa ngục bướng cấn đầu đó, là cái bà ở cầm cái đầu quay đó cho nên nó ra nè, con người nè, rồi con khỉ nè, rồi con ngựa nè, dòng dòng đó mà cầm cái. Mà trước khi mình đi vô đó đó thì phải uống bát cháo của bà, bát cháo lúa, uống rồi quên hết, tra cái thành muôn vật xuất hiện. Cho nên chúng ta si mê không chịu ra cái tánh đó thì chết. Vậy cho nên giờ giác hộ hoàn cảnh vô nữa, nó thân là giả, kệ nó đi. Nên giờ mình chui ra đi, mà không chui ra vì hoàn cảnh môi trường nó kéo thì khổ, mình khổ cho nó chứ ai khổ. Cho nên nó giác ngộ rồi thành mới biết là tu như thế nào. Cho nên nó tính thì đó, ngày ngẫu ngày chương gia đại sư nói Phật pháp nan tính mà dị hành, là dễ hàm dễ làm, khó tin thì khó, rốt ráo tin được là khó. Hoàn cảnh môi trường chúng ta muốn lên khỏi cái ao thì mình phải đạp ao mà lên chứ, đâu có xe cần cẩu nó cho dây kéo lên, không phải. Anh phải từ từ đạp bùng, đạp sình để mà lên chứ. Anh không lên thì ráng chịu à. Biểu lên đi thì ra khỏi, năm bước là rượt qua khỏi hồ. Thì nó biểu thôi, nó không có vững, bậc thang nó không có vững. Thì ở lại đây. Cho nên mình bước lên thì Phật cứu, mà không được thì ráng chịu. Cõi đời này mà ở trong đó thật sự hoàn cảnh môi trường nó đều là biến đổi, mình coi như vậy mà không phải vậy đâu. Mà vẫn bị về tư tưởng kiến giải nó làm chủ. Đã nếu mà thật sự ngon thì đã ra rồi, mà đâu phải vậy đâu. Mà ở chúng sanh bây giờ ở Á Châu đó lục lội, nó là đúng là như Phật nói, là tham thì là lũ lụt. Bởi vậy nguyên cả một vùng lũ lụt tới nơi, là mưa xối xả xuống, chưa có vỡ đập mà nó mưa xuống như vậy, mà vỡ đập còn thê thảm nữa. Mà đang như vậy đó là chúng ta thấy đó là rõ ràng là kinh điển nói hoàn cảnh môi trường nhất thiết pháp tư tâm trưởng sanh. Nó đang vô cái nó khổ. Trời á, mưa đến là hơn một tháng, mưa dầm hơn cả tháng, là tất cả đều ngập lụt, mà xe nó cũng trôi lành bành. Rồi xe nó có khoảng không á, cho đóng cửa lại nước không vô, là nó chạy vòng 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 đi, xe gì cũng nổi.
Cho nên là lời kinh Phật nói đúng. Anh sống tốt đẹp thì hoàn cảnh môi trường tốt, mà anh sống ở trong nó tham thì thành lũ lụt, sân thì hỏa hoạn, si thì phong tai, mà bất bình là động đất. Cho nên cảnh giới, cho nên ở Cali đó mấy năm trước đó, người ta nóng sân quá cháy tới nơi luôn. Còn bên kia là dân chúng hướng dẫn tham quá, cho nên nước lụt tới nơi. Ở trong nó không phải vỡ đập, mà 31 ngày mưa như vậy rồi là nhà cửa lụp lội thê thảm, mà cả xe gì nó trôi hết trơn, không có chỗ nào. Bởi vậy cho nên nó sống tốt lành thì tốt, mà sống sai thì chết. Tổng hợp những điều á vừa dẫn trên đây, ta có thể giải thích kinh văn như sau. Lúc ấy Đức Thế Tôn, nơi năm căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đều hiện vẻ vui sướng, trong tâm an lạc, diệu tướng viên mãn, cái tướng vi diệu của Ngài ấy, trong trẻo như ảnh hiện trong gương. Như ảnh hiện trong gương thì ở trong ta thấy là cái gương sáng sạch đó, đẹp đẽ, thì cái hình ảnh trong trẻo của mình hiện ở trong gương, như trăng in nước, quang minh viên mãn, thanh tịnh như không có hình chất. Thanh tịnh pháp thân đó, nó không có hình chất, nên thân thể rõ ràng minh bạch. Mà cái thân thể lại thanh tịnh, mà cái này chúng ta thấy như phim, là ở trong cái cảnh giới là pha lê nó thảy cái thanh ra, cái tự nhiên cảnh giới hiện ra, thì Batman nó ở đó, nó chu đạt, thân nó thanh tịnh như vậy. Cho nên như ảnh trong trẻo, như ảnh hiện trong gương, như trăng in nước, quang minh viên mãn, thanh tịnh như không có hình chất, hoan hỷ sung sướng, thanh tịnh trang nghiêm. Lại nữa, vì sao Phật vui? Tình ảnh chép vui vì có hai lý do. Tại sao Phật hoan hỷ vui vẻ, quang minh rực rỡ như vậy? Sao mà thân thể nó tự tại như vậy? Thì là đây tình ảnh sơ nó có hai lý do. Một là nghĩ đến hạnh đức đáng ưa đã thành tựu của A Di Đà, thấy hạnh đức 48 lời đại nguyện của A Di Đà đã thành tựu cho nên vui. Đó là phần của Phật. Nghĩ đến giáo chủ, wow, Ngài có cái phương tiện này, có cái năng lực này, có cái hạnh đức đáng ưa, đáng quý để độ chúng sanh này, cho nên hôm nay vui. Cũng như là thầy của Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, Ngài mau mau nói đi cho tụi nó vui, hôm nay ta cũng vui, con đã thành tựu rồi. Rồi thứ hai đó là nghĩ đến chúng sanh đã đạt được lợi ích cho nên vui. Đến lúc chúng sanh đã đến lúc đạt được cái lợi ích này, được cái công phu này, được cái hạnh này, được tu theo cái phương pháp này để mau chóng thành chánh quả này, cho nên vui. Vui cho Phật A Di Đà, vui cho những chúng sanh y giáo phụng hành. Tôi nói thật, đứa nào làm đó, chúng sanh đã đạt đó lợi ích cho nên vui. Ở đây thì nó vui là thấy chúng ta có thể thực hiện pháp môn này, có thể chúng ta hoan hỷ vui vẻ chấp nhận là tri danh niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh này, cho nên nó vui cho chúng sanh, mà vui cho Phật đã hoàn thành cái này, mà vui cho chúng sanh rồi cũng nhận được pháp này, rồi quang hoa, quang nhang nghi nguy. Quang nhang nguy nguy là quang nhang vòi vội, là gương mặt của Ngài. Quang là quang minh, nhang là vẻ mặt. Quang nhang
là vẻ mặt quang minh. Sách Vô Lượng Thọ Kinh Tiên Chú viết, vẻ mặt của Đức Phật có ánh sáng nên gọi là quang nha. Vẻ mặt, cái gương mặt của Ngài có ánh sáng nên gọi là quang nha. Nguy nguy là vòi vọi, là ý nói vẻ mặt cao quý, vĩ đại, đáng tôn trọng nhất. Nguy nguy á, là cái tướng á, nó uy nghi đó, cái tướng á, oai nghi đó. Vẻ mặt cao quý, vĩ đại, đáng tôn trọng nhất. Gia Tường Sớ Giảng, nguy nguy là ý nói đức rộng lớn, cao quý rạng ngời. Nguy nguy là ý nói cái đức đó rộng lớn, cao quý rạng ngời. Vừa cao quý vừa rạng ngời. Nói chung câu này diễn tả vẻ mặt của Phật viên mãn các đức, rạng ngời quang minh hơn hẳn các hết thảy các thứ. Cho nên nó thấy vẻ mặt này hôm nay sáng quá, hôm nay đẹp quá, hôm nay vui quá, có chuyện gì? Hoan hỷ nhìn cái vẻ mặt là biết. Ông đi làm về này thấy, ủa hôm nay sao vui quá, à là có chuyện vui, là biết nhìn cái là biết biết nè mà. Cho nên á, quan nhan nguy nguy, rồi sao bảo sát trang nghiêm. Câu này trích từ bản tống dịch, phía trước câu này còn bốn chữ diện sắc viên mãn, là ý nói trong quang minh vi diệu phóng ra từ khuôn mặt Đức Phật. Từ khuôn mặt Đức Phật hiện bóng cõi nước, bảo sát là cõi nước, trang nghiêm của cõi Phật mười phương, là trong cái diện sắc viên mãn. Diện sắc là sắc mặt viên mãn, là đẹp đẽ đó, lại phóng ra, lại hiện bóng cõi nước, nước báo của cõi Phật mười, là trong quang minh, là trong gương mặt của Ngài, để thấy là được hình ảnh của mười phương cõi nước. Mười phương cõi nước trang nghiêm tối thanh đều hiện. Ngài đấy là muốn trình bày cho chúng ta là thập phương pháp giới, cho chúng ta thấy đây là thấy được cõi nước mười phương rồi, mà Phật có năng lực như vậy. Thì sao? Ngài bà Hoàng hậu Vi Đề Hy còn muốn ra khỏi cái quốc độ này, nói quốc độ này xấu ác quá, cho nên Phật mỉm cười hiện ra cõi nước cho bà lựa, không có chỉ, không có gán ép, nè lựa đi, coi là thấy được Tây Phương Cực Lạc, thôi con lấy cái này, con nhờ cái này. Cái Đức Phật bổn sư cười hoan hỷ với sự lựa chọn của bà. Ấy hay quá, lựa đúng rồi, đúng cách rồi. Cho nên ở trong đây đó là Phật muốn hiện các cõi nước để cho Phật để cho chúng sanh lựa. Cho nên bảo sát trong là nguy nguy, quan nhan nguy nguy, lại có bảo sát đang cho bảo vẻ mặt đó là quan nhan vòi vội, là rực rỡ rạng ngời vui vẻ đó, lại hiện ra bảo sát đàn nghiệp, hiện ra tất cả quốc độ ở mười phương cho chúng sanh. Cho nên cái công đức đó vô cùng tận, có thể hiện tất cả cõi nước cho chúng sanh thấy. Sách Pháp Hoa Văn Cú ký quyển hai dạng chữ sát như sao? Sát Hán dịch là điền, sát gọi là điền, là tức là vương thổ của một đức Phật, là cái khoảng đất điền đó, nó vuông. Vì vậy sát nghĩa là một Phật độ, tức là một nước Phật. Cho nên bảo sát là cái quý giá trang nghiêm của tất cả quốc độ của Phật. Tiếp theo ngay câu bảo sát trang nghiêm, bản tống dịch ghi thêm, như thị công đức đắc vị tàng hữu, là công đức như vậy là chưa từng có,
chưa từng có, là trên gương mặt đó, hoan hỷ rạng ngời của Ngài lại có ánh sáng của mười phương chư Phật. Công đức đó từ xưa đến nay chưa đắc vị thằng ngũ là chưa từng có, chưa từng bao giờ mà bay ra cõi nước trên gương mặt hoan hỷ vui vẻ mà hiện các cõi nước của Phật như vậy. Ý nói quang minh hiển hiện thập phương, Phật sẽ khai diễn pháp hy hữu bậc nhất. Vì vậy Phật hiện tướng lành chưa từng bao giờ thấy như thế. Cái tướng lành đó chưa từng bao giờ thấy như thế. Do đó kinh chép tùng tích dĩ lai sở vị tằng kiến, hỷ đắc kim ngưỡng sanh hy hữu tâm. Là Ngài A Nan từ xưa đến nay chưa từng được thấy, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng sanh tâm hiền. Là A Nan thấy cái đó là đại diện cho chúng ta nó, wow, từ xưa đến nay chưa từng thấy, chưa từng được thấy, mừng rằng mình được chiêm ngưỡng nên sanh tâm hiền. A Nan sanh tâm hy hữu là cũng như là đại chúng cũng sanh tâm hy hữu. Ý câu này là Ngài A Nan tuy hầu bên cạnh Phật đã lâu, nhưng các tướng lành như thế ấy từ trước đến nay Ngài chưa từng được thấy. Ngày nay mừng được dịp ngắm nhìn, khâm phục thấy quang minh này, trong tâm hoan hỷ liền khởi lên ý tưởng là khó gặp. Thấy được các chư tướng này không phải dễ. Thấy gương mặt của Phật đó mà hoàn toàn vui vẻ, không có một nét lo âu, không có một thấp mắt suy tư. Tại sao? Vì chúng sanh đã đến dịp để thành tựu, khỏi còn lo cho mình. Còn những cái kia ta vẫn còn ấm ức. Nghĩa là trong Kinh Pháp Hoa nói Phật đó, trong đó có viên ngọc giấu, mà đến lên nói hết tất cả rồi thì cuối cùng mới định đem ra để cho chúng sanh thấy, là cuối cùng mới đem pháp này cho chúng sanh. Đó là Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa. Vậy mà đó, long nữ 8 tuổi thành Phật, đó là chuyện ly kỳ, chứ không phải đa số chúng sanh đều được như vậy. Cho nên ở hôm nay Đức Thế Tôn thấy từ xưa đến nay chưa từng thấy. Tại sao? Vì thấy chúng sanh cái duyên đã chín, có thể tiếp thu cái pháp môn này. Và bao năm nó miệt mài với pháp để cho kéo nó vô cái đường nó tin, mà hôm nay nó tin được thì ta thật sự là thấy thỏa mãn. Cho nên ở đây từ xưa nay chưa từng được thấy, Ngài mừng vì cái pháp tối thắng, Ngài mừng vì chúng sanh tin được. Cho nên Phật pháp trong đó được mừng. Nhưng Đức cho Như Lai, Đức Thế Tôn mừng để thấy là chúng ta đã được ngộ, đã được tiếp xúc, đã được tin tưởng pháp này, cho nên Ngài mừng. Không phải là mừng đâu, là thấy chúng sanh được rồi, nó vô được cái này, nó hoan hỷ ngay ở trong phẩm thứ ba này, nó hoan hỷ vui vẻ, nó chấp nhận, nó chịu tụ họp lại nghe này, đó là cái phương tiện, là dễ dàng nó thành. Ở này ta dùng đó là thiền định để vô, vì cõi này là cõi này là thiền, cho nên ta phải dùng cái đó vô. Nhưng mà thật sự khó. Vì ở trong Ấn Độ đó, Bà La Môn đó, 96 ngoại đạo toàn là dùng thiền định đi vô. Mà ta không dùng thiền định thì tụi nó vô không được, cho nó không tin. Cho nên ta phải dùng thiền định. Mà bây giờ dạy cho tụi niệm Phật, nói đến cảnh giới không phải ở đây, Ở Ta Bà còn nói còn chưa được, mà nên ra cõi mười, trong đó cách đây 10 vạn ức Phật độ, làm sao tụi nó tin? Không phải dễ.
Cho nên á, lên cảnh trời ở trong ta bà này đã là khó, mà bây giờ biểu tượng nó ra khỏi ta bà để đi về á, là trong kinh A Di Đà nói 10 vạn ức Phật độ thì làm sao? Thôi nói gì nói gần gần đi, ngài nói xa quá con đi không nổi. Cho nên không tin được, mà tin là hy hữu là tối thắng. Ở đây á, cho nên á, không phải dễ, không phải đơn giản. Bây giờ Phật đã dùng cái năng lực, dùng tất cả mà oai thần nguy nguy. Từ đây mình thấy đó là ngài hoài bão của ngài thành tựu, không còn lo âu, không còn nghĩ ngợi, không còn phiền não nữa. Mà trong đó trao cho nó, cái pháp này ta trao hết cho nó thành Phật như ta. Cho nên cái pháp này không phải Phật Thích Ca đâu, mà 10 phương chư Phật đều tán thán. Kinh A Di Đà thập là Đông Phương hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quản thiền tiệt. Rồi ở kinh này là cũng nói 10 phương là chư Phật đều hoàn thiện vô thể. Cho nên mình thấy cái tâm tư hoài bão của Phật đã hiện, cho nên ngài không lo. Nghĩ vậy ta vì phương tiện mình nói pháp này, mình nói những cái pháp này, nhưng mà nó tin rồi nó đã nói thẳng vô, nói rốt ráo, nó viên mãn, nó một đời thành Phật là ta mãn nguyện xong. Vậy mà nó lâu lâu nó giận nó hợp rồi. Ai vô không được thì ráng chịu lắm. Cái đó là cái duyên của người, không có cái giỡn đâu. Chuyện này không giỡn. Ai á, họ có công, tâm ai ráng giữ, hồn ai ráng lo. Nói trong đó mình á, là phương tiện như vậy mà đánh, mà nên đánh đùa, anh là coi thường Phật, anh không có tôn trọng Phật, ông có chí thành thật biết Phật. Nó hoàn cảnh môi trường nào cũng không biết, anh bỏ anh thất bại. Đúng hay sao? Ngay ở trước mắt đó mà cái nhìn của mình vẫn là sai. Vì mình là gì? Kiến hoặc mà, đâu phải chánh kiến đâu. Chánh ai cả kiến hoặc rồi á thì thành tư hoặc. 88 phẩm kiến hoặc chưa bỏ, cái nhìn đã sai. Nó nhìn trên con mắt nó, con mắt nhầm. Chúng ta lấy cái tay á ấn vào con mắt thôi, bỏ ra cả người thấy hai hình, nó sai rồi. Thế vậy á, cho nên chúng ta thấy đều trong này Phật hoan hỷ vui vẻ để nói cho chúng ta. Đây là A Nan nói: wow, ngài á đẹp quá, quang minh quá, rực rỡ quá, từ xưa đến nay con chưa từng được thấy. Mình á mừng rằng con hôm nay được chiêm ngưỡng, cho nên sanh tâm hy hữu, sanh hy hữu tâm. Ý của ngài là ngài A Nan tuy hầu bên cạnh Phật đã lâu, nhưng các tướng lành như thế từ trước đến nay ngài chưa từng được thấy. Ngài mừng, ngày nay mừng được dịp ngắm nhìn, khâm phục, thấy quang minh này trong tâm hoan hỷ, liền khởi lên ý tưởng hy hữu khó gặp. Đã từng theo Đức Thế Tôn đi sát bên Thế Tôn, chăm sóc cho Thế Tôn mà chưa bao giờ thấy được Thế Tôn phóng hoang, mà trong quang minh lại có là bảo sát này, là những quốc độ, những quốc độ của Phật rõ ràng trang nghiêm đẹp đẽ hiện ra trước mắt. Trong quang minh nó như vậy đó. Cho nên ngài nói: wow, thật là hy hữu, con thật mừng đã có duyên. Đại duyên vì cái nguyện của ngài, con nguyện sẽ hộ trì chư Phật thành Phật viên mãn để phổ độ chúng sanh, chứ không phải đâu nào. Mỗi người thành tựu rồi đều có cái nguyện của ngài. Cho nguyện của Phật Thích Ca là hộ trì hợp tác với A Di Đà để cứu chúng sanh, đem chúng sanh
từ ở trong trong lục đạo khổ hải đem về Tây Phương cho nó thành Phật. Còn Ngài hỏi vậy thì ta hộ trì, ta xin hộ trì, con xin hộ trì. Đó là chúng ta thấy A Nan không phải thường. Ngài đã từng phát tâm ở đời không vua với Phật Bổn Sư Thích Ca, nhưng mà không thành Phật. Ngài sẽ thành A Nan. Coi mọi người coi rẻ. Thành Phật thì ai cũng coi trọng, nhưng mà A Nan thì coi rẻ. Nên ta đóng vai đó đó. Cho nên ta bị ma lăng già, chọc ghẹo nữa. Thế nha. Cho nên Đức Phật phải đem chú Lăng Nghiêm đó đem ra cứu. Cho nên ma lăng già về sau cũng thành A La Hán. Do tu vậy thành A La Hán, đó là nữ vậy mình thành. Cho nên Ngài phải tập, mày phải cố gắng tu đó. Mà đến hồi đi kết tập đó là ca diếp thôi. Ở đây chỉ nhận những người thành tựu thành thánh A La Hán thì mới vô, còn chưa thành tựu thì đi ra. Cho nên Ngài ngồi đi ra, ngồi ở trên cửa, ngồi ở thiền định, cái rồi đầu mai cái giác ngộ. Giác ngộ sao? Thương giả ơi, con giác ngộ rồi. Giác ngộ thì ông đi vô đi, bắt tôi mở cửa nè. Giác ngộ rồi thì tường đá không ảnh hưởng. Ngài bước vô cạnh đá đi qua, nó cạnh giới giả, chúng ta gọi là thật. Đấy, cho nên nó câu mà là thật đó, nhất cái lư hương nó nhất lời, tưởng nó nhẹ, nghĩ nó nhẹ thì nhất lên được. Rõ ràng như ở trong Thiếu Lâm đó, muốn ra khỏi Thiếu Lâm thì phải lấy tay mình cái lư hương nóng đó để vô nhất nó lên thì mới ra được. Cho nên để ấn cái con hình con rồng nó vô tay nóng vậy ấn, cho nên nó có cái năng lực đó. Bởi vậy cho nên dùng cái tích này là Ngài câu ma la thập là nhất cái lư hương, đỉnh lư hương đem qua. Ngài nói nhẹ cái là nó nhẹ đem qua, nhất thiết pháp tư tâm tưởng sanh. Cho nên mình bây giờ mình tìm không được, mình thấy không được, cái tâm mình nó không theo ý của mình, cho nên nó theo cái hoàn cảnh môi trường, vì đó là nghiệp chướng. Tại tâm mình chấp vào đó, vọng tâm chấp vào cảnh giới, chứ mà ở trong mơ đó, chúng ta nói ra thì phải ra trong mơ à. Mình nói mơ, mình đang mơ biểu đi qua cái thành, nó qua cái thành liền. Mà có người làm được đó, Lý Bình Nam nói là thì mấy tháng sau có một người làm, mà bây giờ tôi nghe cũng có người làm, cũng có người là nhất được cảnh giới. Cho nên chúng ta nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh như vậy đó. Cho nên Ngài A Nan tâm hoan hỷ, liền khởi lên ý tưởng hy hữu khó gặp. Do vậy vì hoan hỷ vui vẻ như vậy, do vậy A Nan liền từ chỗ ngồi đứng lên, kéo áo cà sa đắp thân, lộ vai hũ là thiên đảng hũ kiên. Ngài hỷ đắc chiêm ngưỡng sanh hiệp tâm, tức tùng tọa khởi thiên đảng hũ kiên, trương quỳ hiệp trưởng. Này mà bạch Phật ngôn là thiên đảng hũ kiên là trật áo vai hũ, mà áo của tiểu thừa, áo của Phật đó là quấn hết thân. Mà khi quấn hết thân như vậy thì tay đó khó, thì nó quấn rồi, cho nên muốn độ vẻ cung kính để thừa sự, thừa việc làm của Phật đó, thì quấn dưới này nè, để cái tay ra là cái vai hũ đó, hũ kiên là cái vai hũ hở ra để dễ dàng làm việc, là trật thiên đảng hũ kiên,
cách áo vai hụ, ở bên trái thì quấn mà bên á bên phải thì để ra để dễ dàng làm việc. Trong kinh chính là cách tỏ lòng cung kính cùng cực của tỳ kheo. Trường quỳ là quỳ dài, chúng ta thấy ở trong mật tông đó, ở trong Tây Tạng đó, quỳ đó nó quỳ xá xuống, quỳ nằm xuống trong đó là gọi là quỳ dài, là cả hai đầu gối cùng mà đặt sát đất. Hiệp chưởng chắp tay là áp cả 10 ngón tay của hai tay trái và phải vào nhau. Mà khi chúng ta mở thì tâm trong tán loạn 10 tâm. Mà khi chúng ta chập lại đó, ép lại rồi, nó là nhất tâm, nó là chí tâm, thành tâm. Cho nên trường quỳ hiệp chưởng là chấp hai tay trái và phải vào nhau, nên gọi còn gọi là hiệp thập, là 10 ngón tay hiệp lại. Ở Ấn Độ chấp tay biểu thị kính lễ, biểu thị cung cách, nhất tâm chuyên chú. Chưa? Cung kính bạch là thưa, bạch là thưa, thưa hỏi. A Nan quỳ dài chắp tay hướng về Đức Phật, tỏ bày cung kính, thốt lời thưa hỏi. Thốt lời thưa hỏi là nhi bạch Phật môn. Nhập tịch đại tịch định, Thế Tôn kim nhập, nhập đại tịch định là lìa hết thảy tán động. Nhập vào đại tịch định là lìa hết thảy những cái động khởi tán động. Tịch tỉnh rốt ráo là đại tịch, nghĩa là tịch tỉnh rốt ráo là đại tịch, nghĩa là trong đó không bị hoàn cảnh môi trường nó dạy nữa, mà ở tâm chúng ta tịch tỉnh rốt ráo. Đại tịch định là thiền định được Đức Như Lai nhập. Đại tịch định là thiền định được Đức Như Lai nhập, là được Phật nhập. Quyển 30 kinh Niết Bàn chép: ngã ư thử gian, xa la song thọ, nhập đại tịch định. Đại tịch định giả danh đại bác Niết Bàn, là ta ở xa la song thọ, ở giữa hai cái xa la song thọ đó, nơi cõi này nhập đại tịch định. Đại tịch định có tên là đại bát niết bàn, mà đại bát niết bàn nghĩa là không chết. Nghe Phật còn ở đây nhưng mà ngài nhập vào đại tịch định, chỉ có thượng căn mới thấy được cảnh giới, mới biết được cảnh giới đó. Còn chúng sanh coi Phật nhập niết bàn là đã đi khỏi thế gian này, mà nhập đại tịch định là không có bị thế gian này chuyển động. Cho nên á, nhập đại tịch định chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc là để vào thường tịch quan, để vào đại bát niết bàn, để vào đại tịch định. Đó là mục tiêu của chúng ta cuối cùng là như vậy. Sách Bình Giả lại nói: phổ đẳng tam muội. Phổ đẳng tam muội chúng ta đã học từ trước của Phổ Hiền Bồ Tát, thì phổ đẳng tam muội là đại tịch định, chỉ là tên khác của niệm Phật tam muội. Phổ đẳng tam muội tức là